À, giới thiệu các bạn hệ thống chân cá tự động. Thực chất đây là thú vui thôi. Nó có một cánh tay, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bậc tự do, 6 bậc, có thể nói là như vậy. Nhưng mà chỉ là một chiều. Đây là thức ăn này. Thức ăn ở bên Nhật nó không phải là dạng tròn, thế nên không dùng cái đi mua được. Mà thực chất là do mình thích thì mình làm thôi. Đây là cánh tay. Đấy. Nó chăn theo giờ à, mình set up là 7 giờ sáng hàng ngày. Và nếu mà đói quá thì mình có thể cho ăn từ xa bằng cách là điều khiển bằng giọng nói. Mình có camera giám sát đây. Đây là microphone của mình đây, kết nối với bộ điều khiển. Có cảm biến nhiệt độ, độ ẩm của phòng này. Đây là nhiệt độ ở trong bể cá đây. Cảm biến đơn giản là PT100 á. Sensor nhiệt độ. Chúng đang no không được cho ăn bây giờ thôi, nhưng mình cứ test đã. Đây là cảm biến âm thanh. Mình set up cái âm thanh nó phải lớn lớn một tí, nữa âm thanh nhỏ đấy. Mình lại nói âm thanh lớn phát là nó tự gắp rồi này. Đấy. Gắp thức ăn. Ui mẹ ơi, nhưng mà tớ phải đỡ, không là nó thả cho cá tớ ăn là cá tớ toi. Đấy. À, cảm ơn bạn nha. Đừng có cho ăn lần nữa. À, mình thả lại, không là nói bé, mình không được nói to. Cảm biến âm thanh thì nó đơn giản thôi, phát hiện âm thanh thôi, chứ không phát hiện là âm thanh đấy là gì, ví dụ như là cho ăn hay là như thế nào. Đấy là một cái ví dụ cơ bản. Mình thích thì mình làm thôi. Này gặp, ok lại lần nữa nhé. Phút. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Và khi đấy. Đấy, các bạn cá chuẩn bị được ăn rồi. Ôi, nhưng mà mình phải giữ. Đừng có cho cá tớ ăn, tại vì cá tớ đang no. Ôi, lại rơi mất một ít xuống rồi. Một ngày thì cho ăn một lần thôi. Nếu mà mình cảm thấy mà cá nó đói quá ấy, thì mình sẽ cho ăn 2 lần, 3 lần, tùy thuộc vào mình set up thôi. Mình có thể set up online được bằng website. Mình lên website mình set up ngày giờ. Website là pvl.vn đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thank you very much.